bè thì dùng rượu nếp ở biển là rất là đã luôn. Rất là nhiều người đang có mặt tại khu vực biển Đông Tác để mà vừa tắm biển, còn có thể là dùng những món ăn vặt. Chào chị Phú Yên. Có một món nữa hả cô? Quá đã luôn. Quá tuyệt vời. À, quá tuyệt vời. Chú Nguyễn mến chào quý cô chú anh chị và các bạn trở lại với Phú Yên Channel. Mình đang có mặt tại biển Đông Tác ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Vào buổi chiều thì xem người dân tắm biển cũng như là dạo biển như thế nào thì mời cả nhà cùng ghé xuống biển Đông Tác ở Tuy Hòa xem như thế nào nha. Biển rất là mát luôn. Hiện tại thì gần cuối tháng 4 rồi. Thời tiết ở Tuy Hòa dạo này khá nóng bức, nên người dân thường có thói quen sẽ đi tắm biển vào buổi chiều cũng như là buổi sáng. Ở khu vực biển Đông Tác thì mình thấy khá mát luôn và cũng khá đông người tắm biển vào buổi chiều. Ngồi tắm biển ra thì mọi người có thể dùng những món ăn vặt, cũng có thể là ngồi rai rai ở khu vực dưới biển này. Buổi chiều rất là đông người luôn nè cả nhà. Cả nhà thấy buổi chiều ở khu vực biển Đông Tác rất là đông người luôn. Không khí rất là mát mẻ. Đặc biệt là chúng ta có thể là vừa tắm biển vừa có thể lai rai những món ăn vặt ở vùng biển này cùng với bạn bè. Rất là đông người luôn này cả nhà. Không khí rất là mát mẻ luôn. Đây là khách đặc biệt ở Vũng Tàu này cả nhà. Ghé đến biển Tuy Hòa luốn. Đây mấy chị đi Vũng Tàu đi hai. Đặc biệt là món rượu nếp. Vào mùa hè thì dùng rượu nếp ở biển là rất là đã luôn. Đi bài luôn ha. Rất là nhiều những món ăn vặt tại khu vực biển này. Mình thấy ở đây có bán rất là nhiều món này cả nhà. Chị là bán mấy món nha? Em có gọi sứa, trứng áp thảo, gọi trứng cơm. Dạ. Rồi xiên nem, bánh canh trứng, có trứng lộn, trứng thịt lộn nha anh. Dạ. Dạ, dạ. Giá cả sao chị? Bình dân. Bình dân ha. Luôn bánh tráng 35. À. Sứa với cái cơm là cũng vậy luôn. Dạ, khoảng 30-35 ngàn là dạ, có một dĩa mồi ngon là mình ăn ngồi ở khu vực biển này. Bây giờ chị đang làm món gì đây? Món gỏi. Mình đang làm món gỏi nè. Gỏi bên là khỏi chê rồi. Rồi nhìn là chảy nước miếng rồi. Dạ. Chuyện làm nha. Mời cả nhà nha. Cua cay ngọt tuyệt vời. Đây. Rồi. Dạ. Địa điểm đi xem chưa vậy? Dạ, ba mấy thank you.
biển Đông Tác vào buổi chiều thì rất là đông, nhưng mà đặc biệt vào những ngày cuối tuần sẽ càng đông hơn. Đây là các bạn trẻ đang dùng món ở biển Đông Tác này cả nhà. Đi bài luôn ha. Rất là nhiều người đang có mặt tại khu vực biển Đông Tác để mà vừa tắm biển, còn có thể là dùng những món ăn vặt ở khu vực biển luôn. Không khí rất là nhẹ nhàng và bình yên luôn cả nhà. Đặc biệt là chúng ta có thể hóng gió biển rất là mát vào buổi chiều. Các bạn thiếu nhi rất là nhiều. Khi mà buổi chiều các bạn học hành xong thì cha mẹ sẽ dẫn các bạn đi tắm biển. Ở khu vực này mình thấy biển rất là êm luôn, không có sóng to như những bãi tắm khác. Những con thuyền đang kéo vào bờ để mà neo đậu. Cô Bưởi ha, hình như là quán cô Bưởi là thấy đắt hàng nhất ở đây rồi, thấy quá trời luôn. Gỏi ngon ha. Theo như chị chia sẻ là quán bán khi nào hết khách thì mới nghỉ, có lúc thì 9 giờ đêm mới hết khách. Còn những ngày hè thì mình cũng rất là thích ngồi dưới biển như thế này cùng với bạn bè, rất là mát luôn. Chủ bán chầu chỉ thấy bán nhiều chỗ này. Bán nhiều chỗ này. Bà hai ở trong luôn nè, ở đây cô phụ bán luôn hả? Khắp thành phố đi. Khắp thành phố luôn. Ngày nào thấy đi đâu gặp chú rồi. Chắc cuối tuần bán nhiều không chú? Cuối tuần bán nhiều hả chú? Cuối tuần là chỉ bán không? Dạ, cuối tuần bán nhiều. Ở đây có cả cô phụ bán nữa. Tình tứ quá ha. Hai vợ chồng tao là tình tứ nữa nè. Dạ. Chú bán được bao nhiêu năm rồi ta? 45 năm. 46 năm. Wow. 46 năm bán chầu chỉ như thế này. Dạ. Chầu chỉ Phú Yên. Bánh một con kìa, bánh một con kìa. Có một con nữa hả cô? Mình quay lên ra kia 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 bên trong kìa. Nhìn hấp dẫn không? Bán 40 mấy năm rồi. 46 năm đi. Vậy là hồi đó là chú bán đồ bị ven cô hay là ven trước khi bán hay là sau khi bán? Ý là quen không, mình 18 tuổi. Ý là quen trước khi bán hay là sau khi bán? Trước khi bán. Trời có sức hút quá ha. Chân à, chân à, ý ông bé là 21 tuổi à, mình em cháu cháu à, dạ. Thấy cô, chị mà. Cô thì cô chú bao nhiêu người con? 5 người. 5 người con mà bán cầu chỉ nuôi 5 người con. Trời, thấy quá tình tứ rồi. Chưa có cặp vợ chồng nào bán cầu chỉ mà nuôi 5 người con mà bán mấy chục năm trời luôn. Dạ, cái chồng bà vợ đó. Dạ. Dạ.
Đây là mấy chị giữ xe ở kéo một con đi về rồi kiểu chỉ ra thì cô chú còn bán bồng bon nữa này. Đây là món tuổi thơ rất là thích luôn này. Đây là cái màu nó khác cái ở chỗ khác là màu trắng, ở đây là nhìn hấp dẫn này các bạn. Còn đây muối đây. Cái màu đây mình lấy màu về bằng màu gì cô? Thanh long á. Thanh long hả? Tự nhiên luôn. Dạ rất là rất là ít chỗ bán bồng bon như thế này nè cả nhà. Thì lắm mọi người ơi. Một ngàn cây thôi. 1.000 cây nè. Vậy là quá rẻ luôn. Còn như là ở biển Đông Tác là chỉ có mình cô chú bán kiều chỉ và bồng bon như thế này. Tìm về tuổi thơ luôn á. Dạ đúng rồi, hồi xưa. Bây giờ mình sẽ thưởng thức một cây bồng bon như thế này tại quầy của cô luôn. Cắt thêm đậu phộng này. Thường là chúng ta sẽ quét như thế này, chấm như thế này nè. Quá đã luôn. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Hình như là cũng khoảng mấy chục năm rồi mình mới ăn lại cây bồng bon như thế này. Còn nhớ là đi học rất thích ăn những cái cây bồng bon cũng như là kẹo chỉ. Nhưng đã rất rất lâu rồi mới ăn trở lại. Cảm giác hương vị vẫn giống như ngày xưa luôn. Rất là ngon luôn cả nhà. Đặc biệt là bồng bon của cô là màu hồng. Màu hồng đây là cô lấy màu từ thanh long nha cả nhà. Rất tự nhiên luôn. Có đậu phộng này, có dừa. Bồng bon là cô làm bằng bột đúng không? Bột, dạ. Hấp dẫn quá. Đặc biệt là bồng bon của cô bán rất là rẻ. Chỉ có 1.000 đồng một cây thôi. Còn kẹo chỉ là chú bán bao nhiêu ạ? 5k 10k tùy vào khách hàng nha. Mấy cái món này mình ngồi các bạn nhỏ ra thích ăn, người lớn cũng rất là thích ăn những món này nè. Buổi chiều thì mọi người tắm biển cũng như là đi ăn vặt ở biển bắt đầu trở về. Và không quên mua những cây bồng bon cũng như là kiểu chỉ để mà mang về nhà ăn này. Cả nhà thấy không những các bạn nhỏ mà người lớn vẫn rất là thích ăn kẹo chỉ của chú này. Có cả bồng bon nữa. Ăn tại chỗ luôn hả? Trời ơi, ý vời á. Đúng rồi, ăn tại chỗ nó ngon. Rồi vô đây em. Bao nhiêu? 25 ngàn thôi. Dạ, miếng 10 ngàn thôi. 20 đồng. Ở đây anh miếng 10 ngàn qua đây. Đây, 5 giờ đồng rồi. Đang nghe em. Ai cũng nói chuyện nào. Đang làm tốt à. Nhớ tắt tôi vô nãy ngay. Em được chưa? Đang đi coi thử đấy em. Dạ. Ông quay.